công nhận nền tảng xã hội ghê thật, dũng tiền vừa chia sẻ clip lắp ráp lên nền tảng Facebook và có khá nhiều người chỉ theo dõi Facebook không theo dõi Youtube. và kẹo ngọt bị chửi dữ dội và hầu hết những người này tưởng những gì kẹo ngọt nói thật và chửi thật, công nhận ghê thật. Bao nhiêu lời chửi rất nặng trên Facebook nhằm vào kẹo ngọt, nghe thử xem sao, mình chỉ chia sẻ những lời hơn nhẹ nhàng một chút nào là, con này biến thái lắm những thành phần phản quốc cho nó đi bóc lịch đi cứ vậy nó phá rối đầu độc bọn trẻ thì khổ lắm. Ăn nói mất dậy. Rồi xong nghiệp cuộc, khỏi về Việt Nam luôn nha. Con điên ăn nói ngông cuồng. Đề nghị pháp luật điều tra con này đang sống ở đâu để cho nó tù mọc gông chứ người dân Việt Nam rất bức xúc và căm thù con này lắm. Và bao nhiêu lời thoá mạ rất giữ đúng là nền tảng xã hội, ai muốn hại ai, dễ dàng vô cùng, và người xem cực kỳ ngu dốt, rất dễ gạt muốn gạt cũng dễ vô cùng